Em chào cô chú bác anh chị trong nước cũng như ngoài nước nha. Một là chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cho cô anh chị. Đó thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi đó, trong suốt những ngày mà lùm xùm ở tại nhà cô chị ông Lo, thì phía bên con ve thì nó cũng bay sang Pháp nha cả nhà, bay sang Pháp để gặp sạc pin. Đó thì trong khoảng thời gian mà ve nó bay sang Pháp thì cũng ca diễn, cũng lấy những cái kêu bằng hình ảnh của chú Năm ra, rồi lấy những lời của chú Năm, những lời ca hát của chú Năm ngày xưa mà nổi tiếng nữa cả nhà, để đem ra để diễn tiếp tục cái câu chuyện là kêu cái câu chuyện là nổ trên cộng đồng mạng. Thì cả nhà cũng biết khi nó ra đi thì nó cũng bỏ lại ở nhà, cũng phía bên bà Sáu, rồi bún bò cũng để cũng ở nhà, thì cũng buôn bán cũng rất là ế ẩm ở nhà. Thì một khi mà qua bên đó thì một cái chuyến bay qua Pháp á, thì qua đó thì lưu diễn thì cũng được khán giả người ta lên án rất là nhiều. Nghe nói là cũng đang bị tẩy chay ở nước Pháp rồi cả nhà. Đó thì cô chú chị cũng biết rồi đó, cái que mà bây giờ đi tới đâu thì cũng bị tẩy chay, mà đi tới đâu cũng bị sao kê. Rồi bây giờ thì bỏ con ở Việt Nam tại đây cho bún bò. Thì quán bún bò thì em cũng nghe thông tin là mấy bữa nay thì cũng rất là ế ẩm, một ngày thì bán cũng không được bao nhiêu khách. Thì bây giờ thì nói chung là cũng rất lộn xộn cả nhà, ế ẩm. Em nghe thông tin là cũng kêu bằng là cái mặt bằng nó cũng đang chuẩn bị cũng sang đó, cũng sang nhưng mà không biết trong thời điểm nào đó. Đúng không? Thì buổi trưa ngày hôm nay anh là cũng có một cô khán giả cũng là gần nhà chị Loan này, thì nói chung là cô khán giả này là rất là yêu thương chị Loan nha cô chú. Thì cô cũng tình cờ là đi ngang qua cái quán bún bò đó cô chú anh chị đó. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng nghe một cái thông tin là cái quán bún bò là nói là bán một ngày 400-500 tô cô chú anh chị. Nhưng mà thật sự hiện tại mấy ngày hôm nay là cô khán giả đó nói là chỉ có là leo veo một người hay hai người ngồi ăn thôi, chứ đừng có nói là một ngày bán 400-500 tô, thì cái chuyện đó là không có nha cô chú. Đó, hiện tại bây giờ là mấy anh em của tụi em là cũng nắm bắt được một cái thông tin rất là nóng nha cô chú anh chị. Thì cái quán bún bò đó là bán ớ quá, cho nên là cũng chuẩn bị là sang quán nha cô chú. Thì nói chung như anh là anh cảm thấy như thế nào anh? Đó thì anh cảm thấy là mấy bữa nay là quán bún bò là cũng le que dài que không có được giống như ban đầu. Mà con ve nó ở lại nó cũng kêu bằng là cũng đưa lên những cái trang mạng là quán bún bò bán một ngày 600-700 tô, rồi đi làm thiện nguyện, từ nguyện rồi đó, làm thiện nguyện rồi đó. Đó thì nó cũng bia lại quán bún bò. Mà từ khi mà con ve mà nó biết bước chân qua bên Pháp gặp sạch pin á, thì tới thời điểm tại bây giờ cái quán nó rất ế, tại vì nó để nó giao cho toàn là bún bò quản lý không sao được, đi mà không có chịu mà ở nhà mà quản lý. Mà bây giờ qua bên đó em cũng nghe thông tin là qua bên đó nó muốn là kêu bằng là nhập quốc tịch bên đó rồi. Tại vì cái này là cái thông tin là trong hội nhóm cũng chia sẻ lên nha cả nhà. Đó thì theo như em mà nếu mà nhập thông tin bên đó thì sao, nhập cái quốc tịch á? Dạ thì nói chung là hiện tại bây giờ là về đi đâu là được là tẩy chay đến đó cô chú anh chị, cho nên là giờ nó có đi ra nước ngoài đi nữa thì cũng có là kiều bào nước ngoài cũng đâu có ưa gì cái mặt nó đâu đó. Mà em cũng hơi bị thắc mắc một điều anh, là tại sao cái quán bún bò đó là nằm cái đường khác mà lại lấy cái địa chỉ là cái số nhà cô chú đó, lấy cái tên đường là cũng số 5 đường địa điểm luôn anh. Mà thật sự là cái quán bún bò đó là nằm trên cái con đường khác và cái địa chỉ là khác nha cô chú. Đó như anh là anh cảm thấy là bên đó nó lấy như vậy là đỡ nó nhầm cái mục tiêu gì anh? Cái này là cũng đáng phải nói chia sẻ là cái nhà. Mà một khi mà phía bên con ve với phía bên bà Sáu mà đi tới đâu thì cũng lấy những cái địa chỉ là số 5 đầu thời điểm, rồi lấy toàn lấy những thông tin của chú Năm ra, rồi lấy những cái gì mà nổi tiếng của chú Năm ra, hình ảnh đồ cũng đăng lên để bán cho nó được. Chứ bây giờ hỏi cái nhà, bây giờ lấy một nghệ sĩ mà bây giờ mà lấy những cái thông tin của nghệ sĩ đó thì làm sao bán được? Toàn là lấy những thông tin của chú Năm ra bán, bán đắt không à. Cái nhất cái hai đó là lấy hình ảnh của chú Năm ra để làm một cái bức bình phong để đưa lên trên cộng đồng mạng, để có một cái vấn đề là kêu gọi Mạnh Thường Quân, rồi kêu gọi những người nào mà đã từng thương yêu chú Năm á, kêu gọi đến để ủng hộ. Rồi bây giờ đi qua bên Pháp lưu diễn cũng lấy hình ảnh chú Năm ra tiếp tục nữa. Rồi lấy những cái nhạc của chú Năm ra để ca chung chú Năm, rồi nói là cháu của chú Năm là nghệ sĩ Tú Vũ Linh, rồi hỏi biết chú Năm không? Ủa chẳng lẽ ai chẳng biết.
chú Năm bây giờ là cả thế giới này cũng biết về nghệ sĩ Tú Linh rồi, thì biết. Đem đừng có đem những cái đó ra mà làm cái bức bình phong, đúng không? Biết cho sao không biết anh, biết là cái con que con đó là nó muốn chiếm đoạt là cái số tài sản của chú nghệ sĩ Vũ Linh, đỡ lại con gái đó là chị Loan đó, chứ sao không biết anh. Đúng rồi đó. Thì bởi vậy cho nên là nó muốn vô mà nó muốn vô mà nó chiếm đoạt cái tài sản đó, cho nên là nó phải suy nghĩ đủ cách và đủ kiểu đơn để nó làm ra cái chuyện này chuyện nọ, rồi nó vô nó công kích đó, anh Hai Vũ Linh rồi Hồng Loan chị Ni đó, thì giờ công kích rồi chị Ni bây giờ cũng bệnh rồi đó. Nói chung là cũng rất là nhiều chuyện mà để mình chia sẻ nó, đúng không? Dạ, đúng không? Đó thì hiện tại bây giờ á, cả nhà cũng biết rồi đó, những gì mà chị Loan mà gặp phải phía bên con ve á, thì bây giờ thì chị Loan cũng đang chuẩn bị những cái hồ sơ, những giấy tờ để mình phải đi ra tòa để cho nó chuẩn, đúng không? Dạ. Đó thì cả nhà cũng biết hiện tại bây giờ thì phía bên con ve á, nó thì bây giờ nó ở bên Pháp thì nó cũng lưu diễn bên đó, nó cũng bị những cái cô chú anh chị, những kiều bào mà vô mà nói chung nó thẳng một câu là không cho nó ca luôn. Tại vì bây giờ nó bỏ tiền ra để nó bi a những cái gì mà nó lưu diễn Pháp, chứ không phải là người ta mời nó qua đó để ca. Ai mà mời thì ai theo, mà mời lưu diễn qua đó, không theo như anh nghĩ là buổi chiều ngày hôm nay á, là anh Kho đó, là phía trước á, là anh Kho cũng lấy là hình như cái này là kêu là cái tú hay cái gì anh, cái này là kêu mình cái kệ để đồ của nó, để đồ con que, đúng không? Đúng rồi đó, thì là cũng vướng quá, thì nhiều khi là chị Loan đồ chứa hàng của chú anh chị. Cái này là mấy ngày trước là em cũng thấy là bỏ cớ bên cái tủ lạnh hiện tại là của con que luôn á, mà bây giờ là chị Loan nói chung á là nhập hàng về rất là nhiều nha cô chú đó. Cho nên là buổi trưa ngày hôm nay em cũng thấy là anh Kho cũng có đem một cái cọ đó ra bỏ ngay ở cái thùng rác rồi cô chú. Cái đồ này tính ra đem ra là dục từ lắc đâu rồi, nhưng mà tại vì chị Hồng Loan cũng còn tí xíu tình để lại trong nhà thôi, mà bây giờ nó vướng víu quá nhiều cho nên đem dục ở ngoài cho nó gọn trong nhà, chứ chẳng lẽ giờ để trong nhà hoài. Dạ. Ngay cả cái tủ lạnh mà tới thời điểm tại bây giờ mà nó còn chưa nó qua nó lấy nữa mà. Bây giờ á là nói chung á là con ve nó đi qua Pháp nó lưu diễn á, thì nó để lại một số đồ tại nhà của chị Hồng Loan mà chưa đến lấy nữa. Dạ. Giờ chưa đến lấy mà bây giờ mà còn đi lưu diễn, còn chuyển cái quyền lại cho bà Sáu nữa, mà chẳng biết tới khi nào mà nó qua nó lấy những đồ này về nữa, đúng không? Dạ. Thì em có chia sẻ gì thêm nữa không? Dạ tôi chưa. Thì em cũng cảm ơn cô chú chị rất là nhiều nha. Thì đó thì hiện tại ở nhà của chị Hồng Loan là như vậy cả nhà. Đây thì dạ tôi giờ em cũng xin phép cô chú chị và các bạn em chia sẻ đến đây rồi nha. Thấy những cái đồ của con ve để ở đây cả nhà. Đây thì cũng được anh Khoa, chị Hồng Loan cũng đem ra ngoài, không để trong nhà nữa. Nói chung là để rất là vướng víu rồi cả nhà. Đó thì em cũng chia sẻ đến tất cả cô chú chị nha. Đây, em cũng cảm ơn cô chú chị rất là nhiều. Hẹn gặp cô chú chị ở cái video tiếp theo của em.